Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì hôm nay cũng khá là lâu rồi Nhân không có xuống Phú Sinh. Thì hôm nay Nhân xuống lại thì Nhân thấy ở bên cái nhà máy đó thì nó đang tháo dỡ. Thì Nhân cũng làm một cái video để thông báo cho tất cả quý vị khách hàng mình cùng được mừng. Thì lúc trước nếu như mà những cái ngày mà Nhân ở dưới đây á thì thật sự mà lúc mà cái gió ở lốc Y7 mọi người, đối diện công viên Kiều Vang á, thì lúc mà cái gió mà nó thổi qua cái hướng bên đó thì bên đó nó vẫn còn hôi, chứ đừng mình còn bên cái lốc N8 này thì phải nói là bị là rất là nặng rồi. Thì hôm nay thì Nhân xuống lại thì Nhân thấy là họ đang tháo dỡ, và lúc trước thì Nhân có làm một cái video rồi thì Nhân thấy nó chỉ còn có hai cái ống khói trơ trọi thôi. Thì Nhân làm một cái video là Nhân nói về cái nhà máy này thì nhưng mà chưa chắc ăn lắm, chưa chắc ăn là họ có dẹp hay không. Hôm nay thì xuống thấy họ là đã dẹp rồi đó, chắc ăn 100% là họ đã dẹp nha mọi người. Thì đó là cũng là một cái thông tin chính xác luôn để Nhân thông báo cho tất cả quý khách hàng mình cùng được mừng. Thì thật sự là lúc trước là nếu như mà ban đêm thì họ đốt là bên cái công viên Kiều Vang Thế Giới, là cái hướng gió mà đi về đó thì cũng phải nói là ô nhiễm rất là nặng, hầu như là khói mịt mù hết. Có những hôm là nó nặng tới nỗi mà khách hàng xuống chơi rất là nhiều, rất là đông luôn, nhưng mà khói mà nó tới cái mức mà chịu không nổi mà phải bỏ đi. Thì bên nhà Nhân là bên lốc Y7 đó thì cũng bị ảnh hưởng một chút xíu. Thì khi mà mở cửa sổ ra, mở cửa trước đầu ra thì nó rất là hôi. Nói như quý vị thấy ha, thì họ đã dọn dẹp xong hết rồi, họ đang đốt rác nè để họ trả mặt bằng lại. Thì không biết là bên công ty Cát Tường hoặc là một chỗ đầu tư nào khác họ chảy qua đây họ mua, nhưng mà chỉ cần mà họ dẹp thôi là mình vui rồi. Còn bây giờ những cái lốc mà chẳng hạn như lốc N2 nè trước mắt vừa khách hàng, hoặc là lốc N3 và lốc N9 chỗ Nhân đang đứng đó, thì những cái lốc này với vị khách hàng mình có thể về để mà xây nhà ở được rồi, là an tâm rồi, không có bị ô nhiễm nữa. Đó, còn lúc trước thì nếu như mà những cái lúc mà họ đốt đất thì hầu như là những cái lốc đất này với lại lốc nhà N8 là chịu ảnh hưởng rất là nặng, cực kỳ nặng. Nếu mà nói mà ở thì bắt buộc là phải đóng cửa sổ lại, đóng cửa lại hết chứ không bao giờ mở cửa được nha mọi người. Rồi bây giờ thì Nhân xin mời tất cả quý hàng mình cùng nhìn lại một lần nữa nha. Và Nhân làm những cái video này thì hầu như là Nhân thông tin những cái thông tin nào mà mới nhất tại các tàu Phú Sinh thì Nhân sẽ cập nhật cho tất cả quý khách hàng cùng được xem. Thì quý khách hàng mình hãy nhấn nút like hoặc là mình nhấn nút đăng ký để có thể xem được tất cả những video sau của Nhân làm. Và nếu như mình thấy mà mình đã mua đất trong đây rồi đó, thì mình có thể chia sẻ video này để cho tất cả quý khách hàng của những lốc N2, N3 và N9 đó, họ biết được để mà họ có thể về đây xây nhà. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau.